Xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp Chibi nha. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 11 tây tháng 3 năm 2021 nha. Và như đã hứa thì đầu video sẽ luôn có những sản phẩm mới để giới thiệu với các bạn. Thì đây là bộ sản phẩm đồ chơi búp bê 400.000 đồng nha, có mặt ở shop Bếp Chibi. Thì bộ sản phẩm này gồm có là một bạn Barbie rất là dễ thương luôn, và một cái bàn trang điểm nè. Phía trên các bạn xem nè ha, có cả máy sấy, gương, có cái gương luôn, đèn ngủ và váy, có cả mannequin và một bé cuốn con nè, và cả những chậu hoa, tủ đồ rất là dễ thương luôn nha. Và để biết cách chơi cái bộ đồ chơi này như thế nào thì các bạn nhớ qua kênh Bé Út Chibi Vlog. Ở bên kênh đó thì chị sẽ chuyên review những cái sản phẩm, những cái cách chơi luôn nha, đặc biệt là búp bê đó. Thì bạn nào muốn xem thể qua bên kênh Bếp Chibi Vlog thì sẽ có ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần kiểm tra đơn hàng của ngày hôm nay. Và đây đầu tiên sẽ là đơn hàng của Mai. Thì Hồng Minh đơn hàng là 316.000 đồng. Cục tác mắc đẻ quá, mắc đẻ quá. Mắc đẻ quá rồi. Ráng ra đi, ráng ra. Wow, một cái trứng. Wow, đã đẻ ra được một cái trứng rồi. Bạn bên đây ráng ra. Wow, và hai cái trứng. Ôi, đẻ không được, lại bỏ nó vô. Và các bạn biết đây là đồ chơi gì rồi đúng không? Chính là đồ chơi gà mắc đẻ. Cục tác. Rất là dễ thương luôn nha. Đó, vừa mềm lại có vừa thể nặng cho nó đẻ ra được á. Nè các bạn xem nè, đó. Nó rất là mềm luôn nha. Và đây là đồ chơi của bạn. Chẳng qua đó là shop và kiểm tra giùm bạn xem là nó có đẻ trứng được hay không, nó có bị rớt ra luôn hay không nha. Nếu như mà cái trứng nó rớt ra luôn thì nó hư nha. Thật ra con gà này nó chỉ đẻ được một nửa thôi đó, và kiểm tra xem chất liệu nhựa của nó thì có mềm hay không đó. Thì đơn hàng của bạn mua hai bạn gà mắc đẻ này đó, và nó rất là ok luôn nha. Đó, 20.000 đồng một con. Tiếp theo bạn còn có mua đó là hai cái hộp gom gom trái cây nha, mà bỏ trong cái sọt rác, gọi là gom sọt rác, 5.000 đồng một hũ. Rồi đấy là một quyển sổ nước kim tuyến cực kỳ đẹp như thế này là 22.000 đồng nha, có hình của một cô bé đang cởi một chú hươu, có cái sừng nè, to và dài, đẹp ơi là đẹp trên bầu trời galaxy nha. 22.000 đồng một quyển sổ nước. Rồi còn có là bộ kit làm slime 30.000 đồng, 12 món, làm được 5 loại slime khác nhau. Và 3 ống mực bôi được nha. Đây 1, 2, 3, mỗi ống là 3.000 đồng để thay thế cho cây bút mực máy bôi được đó các bạn. Tiếp theo thì có rất là nhiều cây bút luôn ở đây. Và đây chính là cây bút mực máy 35.000 đồng, có nước, có kim tuyến, có cái đồ bôi nè. Trên thân lại có hoa đào, và đặc biệt là cái phần kẹp của nó nè, ống ánh hologram nha, galaxy, cầu vồng rất là đẹp luôn. Cái phần ngồi cũng vậy nữa nè. Đó, rất là đẹp nha. 35.000 đồng một cây bút như thế này. Wow, đẹp chưa? Một viên hồng ngọc được kẹp bởi một cái tay cầm vàng, rồi nó lại có một chuỗi ngọc trai như thế này nữa nè. Đó, quá xinh luôn như thế này. Và cây bút này là 10.000 đồng nha các bạn. Nhìn nó cực kỳ sang trọng luôn, phần bút cũng đẹp nữa. Đó, khi mà mình cầm mình viết nè, đó, xinh chưa? Trời, giống như là đeo nhẫn luôn á ta ơi, 10.000 một cây. Tiếp theo, wow, mây che hết bút rồi mọi người ơi. Đó, mây rất là mềm và rất là mịn luôn. Đó, thật ra nó là một cái cọng lông gà, mà là cọng lông tơ nha các bạn. Đó, nó rất là mềm luôn. Wow, lại còn đính được một cái viên kẹo hologram nhé. Viên kẹo hologram ở phía trên cũng có hai cái viên hồng ngọc như thế này luôn. Đây, nó rời nhau hết các bạn, xem nè. Đó, trời ơi, rất là đẹp luôn. Và đó là một cây bút nha các bạn ơi, cây bút này cũng có giá là 10.000 đồng luôn nè. Thấy không? Xinh gì mà xinh dữ vậy ta, mềm mịn lắm luôn. Tiếp đến bạn còn có mua đó là hai cây bút Pikachu và hũ kim tuyến nè, mỗi cây là 5.000. Có hai cái túi may mắn nha, túi may mắn có kim tuyến ở bên trong, cũng là hai cây bút, mỗi cây 5.000. Còn đây có ai thích thả tim không nào? Đây, tim đang rơi và có cả kim tuyến mặt cười ở bên trong nữa. Wow, những cái bút rất là xinh, cũng chỉ có 5.000 một cây, bạn mua 5 cây tim. Tiếp theo thì là hũ kim tuyến thỏ nè, cũng rất là đẹp nha, toàn là những cây bút đẹp không á, cũng là 5.000 đồng một cây. Còn đây, lấp lánh chưa nào, đó chính là những cái hũ giống như là hũ nước ép vậy, nước ép chanh nè, rồi nho nè, nó có những cái viên đá ở bên trong luôn. Đó, rất là ngon ha, nhìn rất là hấp dẫn. Rồi ở đây thì còn có là vỏ sò, mà con sò này nó ăn trái cây nha các bạn. Đây, vỏ sò này nè, ăn nho, ăn táo. Rồi, trời ơi, lại tiếp tục là nước ép thanh long và dưa hấu nữa nè.
Rất là tuyệt vời luôn, mỗi cây bút như thế này là 5.000 đồng nha các bạn. Và tiếp tục nữa này nha, là có kim tuyến thỏ. Đây, kim tuyến thỏ, có thỏ trắng và thỏ hồng. Sau đó thì đến là Pikachu và cam. Đây các bạn, Pikachu và cam. Và bên đây thì hình như là cà rốt. Đó, mỗi cây bút đẹp như thế này cũng chỉ có 5.000. Mèo méo meo kim tuyến nữa nè. Đó, cũng 5.000 đồng một cây luôn. Shop Pep Chibi là bao luôn tất cả những cây bút đẹp và rẻ nhất. Đó, giá chỉ có 5.000 đồng thôi. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Đỗ Thị Hà, 197.000 đồng. Bạn mua đó là hai bịch băng cá nhân, mỗi bịch là 5.000 đồng. Bên trong sẽ có 5 miếng khác nhau. Còn có là một hộp móng tay loại 40.000 đồng nha. Đây mình sẽ mở sơ cho các bạn xem. Đây nha, nó gồm có móng tay và móng chân luôn. Móng kim tuyến và móng nâu đơn giản phối hợp với nhau. Và đây là chai keo nè. Màu sơn đục này hiện nay đang rất là hot luôn. Rồi bạn còn có mua sticker lụa siêu dài với những hình rất là dễ thương, 6.000 đồng để trang trí điện thoại iPad laptop. Và cũng không quên mua đó là combo sticker đây. Trời ơi, những cô gái của chúng ta, những nhân vật rất là dễ thương luôn. Có cả những cuộn băng keo để trang trí nữa nè. 50.000 đồng một cái combo như thế này. Wow, rất là xinh luôn. Đó là trái tim cặp. Đó, còn gọi là vòng tay cặp trái tim. Dễ thương không? Có hạt gạo bên trong luôn nha. 32.000 đồng một cặp. Tiếp theo thì là vòng tay trà sữa màu xanh, rồi đến là vòng tay trà sữa màu trà sữa màu truyền thống á. Mỗi vòng tay như thế này là 15.000 nha. Và bây giờ xin chào bạn Phạm Quỳnh Anh, đơn hàng là 488.000 đồng. Và đây là tổng thể đơn hàng của bạn nè. Đó, toàn là những cái hàng rất là hot và dễ thương nha. Yeah, đầu tiên sẽ là một bạn gà mắt đẻ nè, cục tác. Và mình xin phép được kiểm tra để xem cái trứng nó có bị lòi rớt ra ngoài hay không nha. Đây ha, thả ra nè, nó không có bị rớt ra, bóp ra như thế này. Nó rất là đã luôn, đặc biệt ha, các bạn xem nè. Nó rất là mềm nha. Đây, không có bị cứng, không có bị cứng ha. Và một bạn gà mắt đẻ như thế này chỉ có là 20.000 đồng thôi, cục tác. Còn đây là một cái Wixi ở mông ếch đang rất là hot luôn. Cái game mà mông ếch bạn nào biết chơi rồi thì bấm like cho video nha. Cho cái Wixi này nè, 22.000 đồng, có thể làm móc khóa được luôn. Rồi còn có là một cái cột tóc nơ dễ thương 5.000 đồng nữa này nha. Có một cái chân châu màu hồng bích, màu ngọc bích rất là đẹp. Và đây là chú ong vui vẻ và chăm chỉ đính trên cái cặp tóc rất dễ thương như thế này, 25.000. Wow, có băng cá nhân nữa nè, 5.000 một bịch, bên trong có 5 miếng khác nhau. Rồi còn có là một cái móc khóa hoa xương rồng và hoa cúc nữa nè nha, rất là dễ thương luôn. Như thế này chỉ có 10.000. Một cái đồng hồ đuổi mũi màu vàng có hình bạn vua sư tử rất là dễ thương luôn. Mùi hương của nó rất là thơm nha, giống như là mùi chanh xả vậy đó. Nhưng mà nó thơm nhẹ nhàng lắm, đuổi được mũi mà mình thì cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt là nó lại còn có đèn nữa nè, 20.000 đồng. Rồi đó là cây kẹo kem đính răng quá ngon, cũng là 10.000. Wow, đẹp chưa, lung linh chưa. Đó là lắc tay trà sữa cầu vòng, 40.000 đồng một cặp như thế này. Tiếp đến là hai bộ tranh cào thang nha, mỗi bộ như vậy thì là 5.000 đồng. Có rất là nhiều thanh để cho chúng ta cào. Tiếp theo là còn có một cái son papi màu hồng nè các bạn. Tại vì nó cho một lớp bọc nữa, thấy nó hơi mờ, chứ của nó là một cái màu hồng giống như là hồng đào, hồng mận vậy đó. Đó, rất là đẹp và màu của nó rất là bền luôn, 40.000 một cây. Ống mực bôi được 3.000 một ống, dùng để thay cho cái bút mực máy bôi được đó các bạn. Ten ten, và cái bút huyền thoại của chúng ta đây rồi, nước và kim tuyến nè. Đó, rất là đẹp luôn nha, lại còn có trái đào xinh xinh. Ở đây thì là cái đồ để bôi được nè, trên thân của nó có trái đào, quá xinh luôn. Đặc biệt phần kẹp nè, ống ánh Galaxy cầu vòng, hết sức là nổi bật luôn nha. Yeah, đây phần ngồi của nó nè, sáng chưa, 35.000 đồng một cây, rất là xứng đáng luôn. Và còn rất là nhiều cây bút đẹp, chỉ có 5.000 một cây. Đầu tiên sẽ là bút kim tiến thỏ, dễ thương chưa nè, 5.000 nha, trên thân còn có hoa đào. Rồi đến là kim tuyến thỏ nhưng mà bỏ trong cái hũ nè. Rồi, wow, đây là sản phẩm mới luôn đó các bạn ơi, chân châu mà có cái vương miện vàng nè, rất là đẹp luôn nha, chân châu kim tuyến vương miện vàng, 5.000 một cây. Wow, rồi đến là kim cương nữa, có những cánh hoa ở trong. Rồi đến là mèo méo meo dễ thương, trời ơi, lè lưỡi la 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 la. Ôi, một cái mới nữa nè. Xịn xò chưa? Một chiếc túi xách thời trang rất là xịn luôn, như thế này cũng chỉ có 5.000 đồng một cây thôi. Tiếp đến một bức tranh anime, tranh thêu có chỉ có kim này nha, chỉ có 7.000 đồng thôi.
để thêu trang trí cho một bức tranh tuyệt vời. Còn đây thì là bộ giấy nốt nè, nó sẽ có gom kem, gom xí ngầu, rất là nhiều gom. Ở bên đây thì lại còn có cái gương để cho mình soi mặt nè, và có những cái sticker dễ thương, 8.000 đồng nha. Còn đây nữa, một cái sticker lụa rất là nhiều hoa đào và phong cảnh rất là đẹp để trang trí điện thoại, iPad, laptop nha. Trang trí nó bảo hiểm cũng được luôn đó các bạn, chỉ có 10.000 đồng một tệp như thế này. Rồi đến là kẹo trà đào. Đây, những cái viên kẹo trà đào, nó có cái lớp phấn phủ bên ngoài giống như là cái phấn của đào, và bên trong là viên kẹo dai dai ngọt ngọt rất là ngon, 38.000 một bịch. Mèo mèo mèo, ý lộn, của Niệm à, đó chính là bé mèo, còn gọi là cây quạt sạc đa năng nha. Nó có cái sự dễ thương của bé heo nè. Đó, rồi lại còn có thể soi gương được nữa nè. Sau đó mình lại còn có thể dùng để làm đèn nữa. Sau đó, wow, trời nóng nực đã có cây quạt rồi, đây nó mát quá đi. Giá chỉ có 80.000 đồng, 80.000 đồng một cây quạt dễ thương thôi nha. Thân thân thân, tiếp theo thì là một quyển sổ Mochi. Chị xin phép được kiểm tra bạn Mochi dùm bạn xem có nó có mềm hay không nha. Đây, bắt tay bạn, bắt tay bạn, bạn này là bạn cún con thì phải. Hí, bạn heo, bạn heo. Ý, trời ơi, dễ thương quá à. Nè, trời ơi, cái đít lại còn có cái hình cỏ bốn lá nữa chứ. Trời ơi, sao đáng yêu dữ vậy nè. Đó, ngoài bạn Mochi dễ thương ra thì quyển sổ của chúng ta cũng rất là đẹp, có hình bé mèo, hình cô gái đang coi laptop này, còn có kem, có rất là nhiều thứ xung quanh. Xin ơi là xin, quyển sổ 35.000. Hello Đinh Văn Khánh, đã đến đơn hàng của Đinh Văn Khánh rồi nè, 259.000. Wow, một vĩ băng cá nhân luôn. Bữa nay đơn hàng là cũng dễ thương hết, 2, 4, 6, 8, 10, 12 bịch băng cá nhân, mỗi bịch là 5.000 nha. Bên trong có 5 miếng khác nhau. Còn có là sổ ma thuật nè, vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần, 15.000 đồng. Rồi còn có cái này nữa nha, đó là một cái bộ cọ trang điểm, có cọ mắt, cọ môi nè, cọ mắt nè, cọ má hồng nè, cọ chân mày luôn, 38.000 đồng một bộ. Kim bấm tập và cả cái đồ bấm mini dễ thương chỉ có 5.000. Một quyển sổ tí hơn có hình của bạn gấu nè, 6.000 nha, đây quyển sổ nè. Rồi còn có là một cái này gọi là lọ điều ước nhé, 7.000 đồng. Chúng ta sẽ ghi điều ước vào đây để ở nơi bí mật và làm điều tốt, nó sẽ trở thành sự thật. À xin lỗi, bạn mua tới 2 quyển sổ tí hon luôn. Và còn có là những cây bút rất là đẹp nha. Đầu tiên là cây bút nước ép nước chanh nè các bạn, nó có giống như là vừa đá vừa chanh luôn ha. Rồi đến là táo nha, nước ép táo nè. Rồi đến là cái này là nước ép nho và nước ép thanh long. Mỗi một ly như vậy thì là 5.000 đồng, rất là đẹp phải không? Wow, còn đây còn đẹp nữa. Pony có đèn, 9.000 một cây nha, cũng là bút luôn. Yeah, và có vẻ như bạn rất là thích những cái loại nước uống như là nước ép và trà sữa, cho nên hồi nãy thì là nước ép, còn bây giờ móc khóa của bạn là 2 ly trà sữa rất là dễ thương, 5.000 ly, 2 ly 10.000. Nó giỡn chứ là cái móc khóa này là 10.000 á. Và còn có tiền tí hơn, tiền mini nữa nè, 2.000 đồng một bịch nha, bạn mua 4 bịch. Wow, và còn tới 2 cái bộ giấy tô màu, mỗi một bộ như vậy thì là 20.000 đồng nè các bạn. Đó, bên trong của nó thì sẽ có rất là nhiều cái hình khác nhau nha, tha hồ để cho chúng ta tô luôn, rất là đẹp, nhiều lắm luôn á. Và cuối cùng là đơn hàng của bạn Mã Kỳ Anh, 202.000. Tên tên, đây, vòng tay trà sữa cặp nha. Mà trà sữa là trà sữa cầu vòng nè, có trái tim nữa, rất là dễ thương, 40.000 đồng một cặp. Có bé mèo méo méo. Yeah, và cả một cái bịch mắt nước Panda dễ thương má hồng nữa này nha. Đây, bên trong có nước, nó giúp mát và nó che ánh sáng để cho mình ngủ ngon, mà mắt không bị thâm quầng và thông minh hơn đó. Hello, hello Blackpink. Và các bạn có yêu thích Blackpink như mình không? Những cô gái rất là xinh đẹp và tài năng luôn, giỏi giang nữa. Quyển sổ 30.000 đồng các bạn xem nè, bên trong lại còn có rất là nhiều hình luôn, đẹp ơi là đẹp luôn nha. 30.000 đồng một quyển các bạn. Đó, mình có thể làm nhật ký, ghi bài hát, vân vân. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mình là bậc tuột buồn, mình buồn quá mẹ, mình bỏ mình đi đâu rồi? Có gì đâu mà buồn, mẹ đi chợ thôi mà cũng buồn nữa. Hai bạn bạch tuộc với hai cảm xúc rất là khác nhau phải không các bạn? Đó, mình có thể chơi đánh đu như thế này, đó, rất là dễ thương. Hoặc là mình sẽ đu tròn như thế này, đều được luôn. Và hai bạn bạch tuộc á, màu hồng và màu vàng, có hai cảm xúc khác nhau để cho mình có thể cho mọi người biết là mình đang như thế nào. Tôi đang buồn. Tôi đang cảm thấy rất là yêu đời, dễ thương.
Đó, phần nhung thì cực kỳ mịn luôn, những cái tay cũng mềm lắm nha, bắt tay cũng khá là thân thiện luôn. Và nó là bạch tuộc cảm xúc, 70.000 đồng một con nha. Đây. Và bạn bạch tuộc cảm xúc cũng đã kết thúc chương trình kiểm tra của chúng ta ngày hôm nay, các đơn hàng của ngày 11 tây tháng 3 năm 2021. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 nha. Có thể nhắn tin Zalo, Facebook để đặt hàng luôn đó. Còn bây giờ thì là bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Nếu thích những đơn hàng dễ thương và những sản phẩm mới thì đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh Web GB để cập nhật những sản phẩm mới liên tục luôn.